Làm đề 6, mở ra thì mở cây thước liền, view, ruler, show nè, ruler. Cây thước này đơn vị đo là in, cho nên đổi đơn vị đo, file, option, advanced, đổi đơn vị đo lại. Chỗ này nè, in nè ha, cm, ok. Rồi, bay setup, bay layout, mở hộp thoại, bay setup làm luôn. Tất cả các lề đều 2 cm, 2. Chỗ này 2. Chỗ này 2. Chỗ này 2. Rồi cỡ giấy A4. Ok. Rồi bây giờ mới ở đây nó có văn bản thường là normal, heading 1, heading 2, heading 3. Mình modify nó, mở hộp thoại style ra. Show review luôn để coi cái định dạng mình đã làm coi đúng hay sai ha. Rồi, modify normal. Phông chữ Calibri. Ở đây Calibri body nè cũng được, không sao, nó không khác gì với Calibri, xóa cũng được. Cỡ chữ 12. Rồi, regular là không đậm, không nghiêng, không gạch dưới. Màu automatic rồi. Canh trái. Không, justify là canh đều hai bên. Alignment nè, justify canh đều hai bên. Rồi, left bằng right bằng 0 thì vô đây. Format paragraph, left bằng right bằng 0. Special, none. Before 0, after 6, giảm xuống còn 6. Line spacing, khoảng cách dòng single. Rồi, ok, normal cô đã định dạng xong. Bây giờ đến heading 1. Phông chữ Arial. Cỡ chữ 14. Đậm. Màu đỏ. Canh giữa. Rồi left bằng right bằng 0. Left right 0. Special none. Khoảng cách dòng single 12 BT, cái này cũng 12 BT. Màu xanh nhạt. Setting màu xanh nhạt, tô nền, mở hộp thoại, border, ok nè. Ok, nó mới đóng, mới mở cái này được. Border, setting. Để cô coi màu xanh nhạt thế nào. Nó là giống như vậy ha, xanh nhạt thế này. Rồi. Ok. Nè, heading 1 của cô nè. Rồi còn cái này nó có cái mà 14 cái đề kia không có, là cái nào? B break before. B break before là dấu ngắt trang trước cái heading 1 này nè, đánh dấu check trong hộp thoại paragraph luôn. Nãy cô quên cô đóng lại đó, paragraph. Ở bên đây thì left bằng right bằng 0 này kia ha. Thì cái tab này nè, line and B break. Những cái này không cần thì bỏ checkbox đi, chỉ đánh dấu B break before thôi. Cái này có tác dụng gì? Bất kỳ chỗ nào cô chọn heading 1 là nó sẽ qua trang. Nó chèn một dấu ngắt trang trước heading 1. Cứ cô chọn heading 1 là nó qua trang. Có nghĩa là heading 1 sẽ luôn ở đầu trang mới. Ok, đó, có cái đó hay á. Thường cô soạn giáo trình thì đầu chương của cô chọn heading 1 và cô đánh dấu B break before để cứ đầu chương là sẽ qua trang mới. Chỗ đó hay á. Rồi đó là heading 1. Bây giờ đến heading 2, modify heading 2. Phông chữ Arial. Cỡ chữ 13. Bold đậm. Màu xanh đậm. Cô coi nó màu xanh thế nào. À, màu xanh đậm nè. Heading 2 là A.1 đó ha. Màu xanh đậm. Màu xanh đậm. Rồi. Canh trái. Left. Rồi left bằng right bằng 0. Left bằng right bằng 0. Khoảng cách dòng single special nông 12 BT. 12 BT. Rồi. À, 6 6 6 lộn. Vậy đó. Rồi, hết rồi phải không? Ok. Ok. Bây giờ heading 3 nó là cái nào nè?
Trong đây head in 3 là chữ nguyên liệu cách làm đó ha. Rồi modify head in 3. Head in 3 modify. Phông chữ. Rồi phông chữ cũng Arial. Cỡ chữ 12 đậm màu tím. Cánh trái. Lép bằng ray bằng 0. Lép bằng ray bằng 0 special nông khoảng cách dòng single 6BT. 6BT. Ok. Ok. Vậy cô đã chỉnh ba cái này nè ha. Rồi vậy bây giờ cô mới định dạng theo heading style trước, rồi cô cho số tự động sau nha. Cô thấy nè, cái tham khảo nè, những cái món món á, món bánh, món này món kia nó là heading 1 và người ta đã tô màu đỏ cho mình hết rồi, may mắn hen. Cho nên đứng trên chỗ món bánh á, rồi chọn tất cả văn bản có cùng định dạng vậy, tức là màu đỏ vậy đó, xong rồi click vào heading 1 và nó qua trang lớp mình thấy không, món bánh, món bún, món chay ha. Rồi tương tự như vậy, mình có heading 2. Heading 2 là này này nè, cái màu xanh này là heading 2 nè ha. Chọn tất cả văn bản có cùng định dạng đó. Đâu rồi? Đặt rồi. Đứng dưới đây nè ha. Đứng dưới heading 2. Đâu này lại cũng được, chút nữa mở ra. Rồi, chọn tất cả văn bản có cùng định dạng đó, xong rồi bấm vào heading 2. Còn cái mở cái navigation bar ra coi, kiểm tra nó. Đây ha, có heading 2 rồi. Bây giờ heading 3 là cái dòng chữ nguyên liệu rồi nè, nó màu tím đó. Ha, cho nên mình đứng trên chỗ màu tím, rồi mình chọn tất cả những văn bản có cùng định dạng, tức là màu tím đó luôn. Cùng định dạng màu tím đó, click vào heading 3 đó ha. Chỗ này nè, nhìn nè, nó có cái trống, thì do cái này tự nhiên sao nó định dạng heading 3 đó, thì chọn nó định dạng lại normal, nó không còn có cái trống đó ha, có cái dòng trống đó. Rồi bây giờ cô mới cho số tự động nè, đóng này lại, có thể đóng này lại luôn, đứng trên cái heading 1 đầu tiên cho nó dễ nhìn. Đứng trên heading 1 đầu tiên là cái món bánh nè, multi level list, chọn chính xác cái này, nó có một số La Mã trước heading 1, một số tự động trước heading 1, hai số tự động trước heading 2, chính xác cái này ha. Thì món bánh có số 1, bây giờ mình mới sửa lại chữ A thì cũng vô multi level list, define new multi level list, sửa lại không phải là số thường nữa mà là chữ A. Dưới này nè, number style ha, chọn A thì nó chạy lên đây A. Nó có xám xám đó. Rồi dấu chấm. Rồi mở cái đề ra làm theo cái đề. Level 1 là heading 1 đó, A chấm. Align S 0 và chỗ này cũng 0. Ha, 0 0 hết, chỗ này cũng 0 luôn nè. Theo sao số với khoảng trắng. Follow number with space. Rồi bây giờ level 2. Level 2, nếu lỡ ai mà đóng lại rồi thì cũng vô mở lại được, define new multi level list được ha. Rồi level 2 thì A chấm 1 chấm. Rồi đến theo sao số với khoảng trắng. Rồi chỗ này tất cả đều không luôn nè ha. Rồi level 3. Level 3 thì không có số gì hết á, xóa hết ba cái số tự động này. Level 3 là nguyên liệu cách làm đó, không có số gì hết á ha. Xóa hết cái số. Cho nên enter formatting for number nông, không có gì hết. Chỗ này 0.75. 0.75, dưới này cũng 0.75. Đúng không? Rồi follow number with nothing. Ok. Rồi cô đã chỉnh cái 1.2 rồi đó ha. Vậy thầy nãy giờ cô đã làm được một điểm rồi đó ha. một điểm rồi. Cô thấy nè, nó có nguyên liệu thì
Thì cái bullet như thế này màu nâu, còn cách làm thì bullet là bàn tay như thế này màu nâu. Mình có thể định dạng, tự định dạng như thế này cũng được, rồi dùng cái format Painter định dạng cũng được. Như ở đây mình có thể tạo một style mới vô tab Home nè ha, mở hộp thoại style ra. Rồi cô đứng trên một cái normal nào đó đi, cô tạo nó dễ hơn. New nè, new style. Đặt tên style là nguyên liệu để cho mình biết ha. Rồi cái style nguyên liệu này là nó có ký tự tự động numbering bullet, nó là cái nào, cái này nè đúng không, là cái này ha. Rồi ok, rồi cô coi thử coi nó cách xa như thế nào format paragraph. Nếu là cách 6 pt thì nó xa quá, cho nó chừng 3 pt thôi hoặc là 0 pt ha. Rồi ok, màu cho nó màu nâu. Rồi ok, vậy thì cô đã tạo style tên là nguyên liệu rồi nè ha. Cô muốn áp dụng style, cái style này dựa trên normal cho nên nó là kiểu paragraph. Kiểu paragraph thì cô không cần bôi đen hết cũng được, cô chọn như thế này nè, cô click vào style nguyên liệu là nó áp dụng style nguyên liệu ha. Sửa nó nè, cô thấy nó khít quá, sửa nè, click chuột phải modify format paragraph cho nó cách khoảng 3 pt cho nó đẹp ha, cách xa xíu. Rồi bây giờ chia cột á thì phải bôi đen hết, không chừa chữ nào mới bôi chia cột được. Bay layout column hai cột. Cái này thì trở trở về normal ha. Rồi bây giờ cô tắt chức năng kiểm tra chính tả văn phạm tiếng Anh đi cho dễ nhìn thấy. Ok. Hầu như là trong đây không có cái nào là normal bình thường hết, cho nên cô ở dưới này thì người ta tô màu sẵn hết rồi. Cô đứng đây ha, cô chọn tất cả văn bản có cùng định dạng, tất cả văn bản có cùng định dạng và cô áp dụng style nguyên liệu hen, đúng không? Rồi bây giờ cô tạo style tên là cách làm, new style, tên là tên style là cách làm. Rồi nó cũng là bullet numbering bullet. Ở đây không có bằng tay thì define new bullet và symbol. Cô chọn phông winding sẽ có cái bàn tay nè. Bàn tay chỉ đâu? Đây phải không? Rồi ok. Hả? Bự đâu? À cô nhấp đôi vào thanh tiêu đề. Đây nha. Nè. Mở ra là nhấp đôi thanh tiêu đề nó nhỏ. Nhấp đôi mỗi hộp thoại cái thanh trên cùng gọi là thanh tiêu đề. Muốn mở to lên nhấp đôi nè. Thu nhỏ lại nhấp đôi nè. Đó, ha, rồi ok. Rồi ok, cô có bàn tay rồi ok ha. Bây giờ cô muốn coi nó cách xa khoảng bao nhiêu, hồi nãy thằng kia là 3 pt, cái này cũng 3 luôn ha, 3 ha, 4 4 đi ha. Ok, đoạn trên cách đoạn dưới 4 pt. Rồi ok, rồi bây giờ cô chọn tất cả những cái văn bản có chữ màu đen nè ha, và chọn style cách làm đã hen, hết rồi. Rồi bây giờ nguyên liệu thì cô chia cột tất cả những cái nguyên liệu, cô chia cột cái đầu tiên chia cột rồi đúng không, món bánh nè, cái này chia cột rồi, với này cô quét cô chia cột. Những cái này thì lại nó áp dụng style cách làm nè. Cô làm sao trở về normal và canh giữ hơi mất công ha ha. Rồi quét chọn hết cái này, chọn hết cái này nè, chia hai cột, bay layout column hai cột, quét chọn hết, bấm F4. F4 lặp lại hành động mới vừa rồi hen, quét chọn hết cái này, bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi, bấm F4
mới vừa rồi xóa thì bây giờ ấm F4 là xóa nữa nha. Cho nên nó cũng là con dao hai lưỡi. F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Hết rồi, coi cẩn thận những cái hình nè, nó chọn style cách làm, cho nên cô trở về cái gì? Normal, đúng không? Chọn nó và cho nó trở về style normal và canh giữ. Rồi việc kiểm tra lại. Rồi làm được, cô bỏ ra làm tới đây nha. Rồi một số món ăn ngon một lục. Nãy cô chọn cái nó chọn hết và nó áp dụng style cách làm nè, vậy bây giờ cô làm sao? Cô chọn lại normal thôi. Nè. Style normal. Hết. Này cũng vậy, style normal ha. Mục lục insert work at và nó là cái này, đúng không? Rồi cho nó wrap test là top and bottom hả? Rồi. Rồi cho nó đổi dạng. Transform đổi dạng, dạng nó là dạng nào? Dạng này. Rồi có thể kéo nó vào đến giữa một lục, chỗ này cho nó xuống xuống một xíu, dính vô. Rồi định dạng nó đậm đỏ canh giữa. À trước khi làm enter enter xuống đây nè, còn không thì các bạn vậy nè, bấm cục gom xóa định dạng ha. Rồi chỗ này đổ thùng nước sơn màu xanh vô canh giữa, đổ thùng nước sơn màu xanh vô. Rồi cái này chèn vô mục lục insert reference, chứ reference table of content, đừng chọn dạng những cái mục lục có sẵn đây mà mình tự thiết kế nè. Mục lục này đến heading 2 thôi, heading 1, heading 2 thôi, show level 2. Rồi modify nó để nó có màu TOC1 màu đỏ là heading 1 đó. Ok, TOC2 màu xanh, modify màu xanh. Rồi ok. À, bây giờ cái header. Header thì quan sát cái đề nè. Cô thấy trang đầu tiên không có header footer ha. Còn các trang khác nó giống nhau. Ở này đang là món bánh thì lên đây hiện chữ món bánh. Còn bên đây cái chữ một số món ăn ngon là cố định rồi. Dưới này là món khác nè, món bún thì trên này là món bún. Chữ món bún với món bánh là mình không gõ mà mình đưa cái heading 1 lên ha. Rồi vậy thì cô nhấp đôi vào header hoặc insert header, edit header. Rồi cô đánh dấu mở này to ra cho dễ làm việc. Đánh dấu different first page để trang đầu tiên khác các trang khác. First page header nè, không có gì hết ha. Footer cũng không có gì hết. Bây giờ dưới này thì một số món ăn ngon. Gõ tiếng Việt đàng hoàng. Rồi, ấn tab vô giữa, ấn tab qua anh đây. Bây giờ mình mới kích bạc nè. Trong tab design có kích bạc, trong tab insert cũng có nữa, cũng có kích bạc nữa ha. Thường cô làm trong design kích bạc fill và mình chọn cái style rep là tham khảo đến style, nó xếp theo ký tự đó. Style rep list vào heading 1 thì sẽ có, nó đem cái nội dung của heading 1 lên. Muốn có cái số tự động bên ngoài làm cái nữa, trong đề không có nhưng cô nói luôn nè, muốn có số tự động bên ngoài thì style rep luôn. Rồi cũng chọn heading 1 và đánh dấu cái số này nè thì nó có cái số tự động ha. Món bánh là A. Ở dưới này món gì? Món bún là B. Đó, trong đề thì không có nhưng cô nói cho biết để ví dụ sau này làm luận văn hay gì đó muốn nó có. Cái này không phải mình gõ vô cho nên nó có cái vệt đen đen đó, nó là fill code ha. Còn bên đây mình gõ là thì lúc nào nó cũng là như vậy. Rồi cô quan sát cái đề. À, dưới này là có kẻ khung
kẻ khung cho header, kẻ khung cho đoạn, cô không cần bôi đen cũng được. Tap home, để nhiều lựa chọn thì mở hộp thoại border and setting, chọn đường, chọn độ dày cho đường nhỏ hơn xíu nó đẹp ha, rồi màu xanh, kẻ đường ở dưới thôi, header thì kẻ đường dưới, footer thì kẻ đường trên đó, rồi cuộn xuống footer. Cô quan sát cái đề coi thế nào, nó có trang ha, ấn tab vô chính giữa, chữ trang là mình gõ hai chấm, điền vào page number và tại vị trí hiện hành blend number current position, coi thử coi trang mấy. Trang đầu tiên là trang 2, đúng rồi. Rồi cái đường á thì nó nhớ cái đường mới vừa rồi, cho nên mình không cần mở hộp thoại nữa, chỉ kẻ top border là được ha, nó nhớ đường mới vừa rồi. Rồi còn gì nữa không? Rồi bây giờ đến header footer rồi ha, chữ gì con? Nó còn watermark thì trong reference nó có phải không? Bay layout nha. Tab bay layout watermark và custom watermark. Test rồi gõ test món ngon. Mình có thể định dạng nè, phông chữ cho watermark ha. Rồi màu kích thước nè, tùy theo cái đề, cái này không cần. Rồi màu cho cái watermark, rồi phân nửa, trong suốt phân nửa thôi, rồi chéo hay là nằm ngang vân vân, apply, đóng lại. Thì ở đâu rồi? Theo cô không thấy. Trong cái bài mẫu đó thì cái chỗ mục lục nó không có cái chữ món ngon, đúng không? Vậy bây giờ làm sao mình sửa? Mình sửa header của nó đó, vô đây nè, nhấp đuôi vào header. Rồi, click chọn cái này và xóa thôi. Vậy thì rồi đóng lại. Rồi sửa cái này lại. Rồi coi nó còn không? Ở dưới này còn không? Còn. Vậy thì để xóa cái watermark của trang đầu thì mình click vào header. Xong rồi mình chọn cái watermark, mình xóa cái trang đầu đi ha. Rồi hết rồi phải không? Hồi nãy do cô chọn tất cả văn bản có màu đen, cái cô áp dụng style cách làm, cho nên nó có cái bàn tay chỉ đây ha, có bàn tay chỉ. Bây giờ muốn đi đến chỗ bốn xương nam bộ thì mở cái navigation pane ra nè, view navigation pane và bốn xương nam bộ, nhấp đôi vào đó. Và chỗ này cho nó áp dụng style normal, home normal ha, thì nó không có bàn tay chỉ. Còn cái này là style cách làm.